Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nhiều người Israel sống ở nước ngoài đã chọn trở về khi hay tin xung đột leo thang. Họ về để gia nhập quân dự bị, chuyển hàng tiếp tế hay tổ chức đám tang cho người thân. Theo báo Tuổi Trẻ Online, khi nghe tin cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10, Ben Ovadia, một người Israel đang sống tại Anh, nói với CNN rằng anh đã bất lực theo dõi tình hình mẹ và em trai mình qua WhatsApp, một ứng dụng mạng xã hội. Em trai Ovadia sau đó cập nhật tình hình rằng cậu và mẹ đang trốn trong một bụi rậm, bên cạnh là tiếng súng nổ. Ovadia biết được một địa điểm an toàn và gửi chỉ dẫn để mẹ và em trai có thể tìm cách thoát khỏi khu vực buổi hòa nhạc đang bị tấn công. Ngày sáng hôm sau, Ovadia bắt chuyến bay về Israel từ London của Anh và sau đó di chuyển thẳng đến Lod, thành phố cách Tel Aviv khoảng 15 km. Tại đây, anh cùng với nhiều người bạn khác đã tự thành lập một đội canh gác cho khu phố. Ovadia cho biết, ít ra thì tôi có thể làm gì đó ở đây. Tôi không thể cứ ở London và theo dõi mọi thứ qua truyền hình. Theo hãng tin Reuters, để đáp ứng nhu cầu trở về tăng cao của quân nhân dự bị, các hãng hàng không Israel như El Al, Israel và Akia đã tăng thêm chuyến bay. Một người khác cũng trở về từ London. Thanh niên này trở về Israel hôm ngày 11 tháng 10 sau khi biết tin 6 người bạn của anh đã mất tích sau khi tham gia buổi nhạc hội. Hai người trong nhóm này hiện được xác nhận đã chết. Hôm ngày 9 tháng 10, AP đưa tin có hơn 260 người thiệt mạng chỉ trong một buổi hòa nhạc ở Israel sau khi phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas tấn công nước này vào ngày 7 tháng 10. Video trên mạng cho thấy người tham gia sự kiện bỏ chạy tán loạn. White, 30 tuổi, cho biết mình về quê nhà để phục vụ với tư cách quân nhân dự bị và tham dự đám tang của những người bạn. Kể từ ngày 7 tháng 10, Israel đã huy động số quân dự bị lên đến 300.000 người. Đợt huy động này có quy mô ngang với một quốc gia lớn như Mỹ, trong khi dân số Israel chỉ khoảng 9,7 triệu người. Theo số liệu từ Cục Thống kê Trung tâm Israel vào tháng 4 năm 2023, trừ một số trường hợp ngoại lệ, mọi công dân Israel trên 18 tuổi đều phải phục vụ trong lực lượng phòng vệ Israel, IDF. Thanh niên Ben, 22 tuổi, đang du lịch tại Nepal, cũng đã chọn về nước sau khi nghe tin xung đột Israel, Hamas bùng nổ. Ben hiện đang sẵn sàng trở thành quân nhân dự bị một đơn vị trinh sát của IDF. Trong trường hợp của Rachel Gold, 27 tuổi, cô đang đi nghỉ ở Toronto, Canada, thì hay tin chính sự và nảy sinh ý định vận chuyển đồ tiếp tế về Israel cùng người bạn Jessica Kent. Sau khi kêu gọi trên mạng xã hội, Gold và những người bạn quyên góp được 15.000 đô la Mỹ cho việc mua các đồ tiếp tế và bay về Israel hôm ngày 9 tháng 10. Hành lý của nhóm bạn này chất đầy các vật dụng cần thiết như đèn pin, đồ lót, vớ, băng chải đánh răng, sạc dự phòng, túi đựng nước và thanh protein. Ngay khi cô đáp xuống sân bay vào hôm ngày 10 tháng 10, các tình nguyện viên đã nhận đồ quyên góp từ Gold và nhanh chóng chuyển số đồ dùng này đến miền Nam Israel. Gold hiện đang có mặt tại một căn cứ quân sự tại miền Nam và được tuyển dụng làm quân nhân dự bị. Được ở đây thì thoải mái hơn so với việc phải ở xa. Tôi đã cảm thấy vô cùng bất lực khi chỉ ngồi nhà xem tin tức và nghĩ xem mình có thể làm được gì hơn nữa bên cạnh việc gửi tiền, cô Gold nói với CNN. Báo Công an Nhân dân đưa tin, tác động của tình trạng leo thang căng thẳng ở Trung Đông đối với nền kinh tế toàn cầu sẽ xuất hiện trên bàn nghị sự của một loạt các hội nghị do IMF, WB hay G7 tổ chức. Trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hamas đang gián tiếp manh nha một cuộc khủng hoảng kép cả về nhân đạo lẫn kinh tế. Theo hãng tin Reuters, Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế Masato Kanda nhận định, mặc dù không được đưa vào chương trình nghị sự chính thức của cuộc họp các bộ trưởng tài chính nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 ngày 12 tháng 10, song hậu quả từ cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine nhiều khả năng vẫn sẽ được đưa ra thảo luận. Quan chức Nhật Bản đánh giá cuộc xung đột đang ảnh hưởng đến các thị trường dưới dạng phản ứng bán tháo sản phẩm tài chính, bắt nguồn từ tình trạng bất ổn gia tăng, đòi hỏi các bên phải theo dõi chặt chẽ và có các phản ứng cần thiết. Trên thực tế, thị trường dầu mỏ và chứng khoán đã chịu tác động ngay lập tức từ xung đột tại Trung Đông. Mặc dù giá dầu thế giới đã giảm nhẹ trong phiên giao dịch gần nhất, nhưng ngày 9 tháng 10, giá loại hàng hóa này đã tăng tới 4%. Tuy cả Israel và Palestine đều không phải là những nhà cung cấp lớn trên thị trường dầu mỏ, nhưng xung đột xảy ra tại khu vực sản xuất dầu mỏ lớn của thế giới, do vậy phản ứng của các nước như Iran, Ả Rập Saudi sẽ được theo dõi chặt chẽ vì nó có thể gây ra đợt tăng giá mới. Chuyên gia phân tích Robert Haver của ngân hàng Vatican cho biết, thị trường lo ngại tình hình Trung Đông sẽ như một quả bom nổ chậm. Trong trường hợp căng thẳng leo thang, có thể eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa, khiến việc vận chuyển dầu khó khăn.
giá dầu tăng vọt thì giá các loại hàng hóa khác sẽ tăng theo. Chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ lạm phát. Xung đột đang diễn ra tại Trung Đông có thể còn có tác động tới quyết định tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, xem có nên tăng lãi suất hay không. Với dự đoán rằng giá năng lượng tăng cao là rủi ro cho triển vọng lạm phát, giao dịch cổ phiếu và trái phiếu vài ngày tới cũng sẽ cho thấy các thị trường dự báo kết quả như thế nào. Xung đột này có thể kéo dài dầu tăng, lạm phát tăng, đe dọa triển vọng tăng trưởng. Karim Bhatta, chuyên gia kinh tế tại Bar Capital Management cho biết, Fed sẽ phải cân nhắc liệu giá cả cao hay tăng trưởng chậm mới là điều đáng lo ngại hơn. Trước đó, giới chuyên gia nhận định, việc xung đột bùng phát giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas có thể khiến các ngân hàng trung ương đối mặt với những xu hướng lạm phát mới, cũng như giáng đòn mạnh vào triển vọng kinh tế ở thời điểm có nhiều hy vọng về khả năng kiềm chế đà tăng giá vốn do đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga-Ukraine gây ra. Dự kiến, bất ổn tái diễn ở Trung Đông và các vấn đề liên quan có thể trở thành nội dung thảo luận chính trong chương trình nghị sự của các nhà lãnh đạo tài chính toàn cầu tham dự hội nghị thường niên mùa thu của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB tại Marrakech, Morocco trong tuần này. Trong khi một kịch bản lạm phát đang được nhắc tới, một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang trở nên trầm trọng hơn. Xung đột bùng phát và leo thang từ cuối tuần qua đã khiến tổng cộng hơn 2.000 người tại Israel và dải Gaza thiệt mạng, trong khi hàng nghìn người nước ngoài còn mắc kẹt ở hai bên. Nhiều nước đã mở các chiến dịch hồi hương công dân vào thời điểm hầu hết các hãng hàng không quốc tế đã hoãn hoặc tạm dừng dịch vụ. Trong khi đó, ngày 11 tháng 10 giờ địa phương, nhà chức trách dải Gaza thông báo điện lưới khu vực đã sập hoàn toàn sau khi nhà máy điện duy nhất dừng hoạt động vì thiếu nhiên liệu trong bối cảnh Israel phong tỏa toàn bộ vùng đất này, đẩy người dân trong khu vực vào hoàn cảnh đáng lo ngại. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 12 tháng 10 đã lập tức cảnh báo nguy cơ xung đột Israel-Hamas lan rộng, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tránh làm căng thẳng leo thang hơn nữa. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, dân thường cần được bảo vệ mọi lúc, luật nhân đạo quốc tế cần phải được tôn trọng và tuân thủ. Theo Liên Hợp Quốc, cho đến nay, hơn 260.000 người đã phải rời khỏi nơi ở để đến tạm trú ở những khu vực khác trong phạm vi dải Gaza, chủ yếu là tạm trú tại các trường học do Liên Hợp Quốc xây dựng tại đó. Cho đến nay, đây là con số cao nhất kể từ khi xảy ra cuộc xung đột kéo dài 50 ngày giữa Israel-Hamas vào năm 2014. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA cho biết con số này sẽ gia tăng trong những ngày tới. Tổng thư ký Guterres cũng nêu bật tầm quan trọng của việc đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm vào dải Gaza thông qua việc tiếp cận nhân đạo nhanh chóng và không bị cản trở. Trong nỗ lực nhằm tìm ra giải pháp cho tình hình hiện nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp vào chiều ngày 13 tháng 10 để thảo luận về xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Hiện các cuộc đàm phán hòa giải trong khu vực do Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ dẫn dắt với sự ủng hộ từ Ả Rập Saudi và Mỹ đang tập trung vào các vấn đề mở hành lang an toàn để sơ tán người nước ngoài từ dải Gaza, đưa cứu trợ nhân đạo khẩn cấp tới vùng này thông qua cửa khẩu trên biên giới Rafah của Ai Cập và tìm kiếm một lệnh ngừng bắn nhân đạo trên dải Gaza cũng như các vùng xung quanh. Theo các nguồn thạo tin, phong trào Hamas và các cơ quan đại diện người Palestine nhất trí phối hợp với các nỗ lực hòa giải, trong khi chính phủ Mỹ và các nước Ả Rập đang hối thúc Israel tích cực tham gia để sớm triển khai kế hoạch. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.